Rồi hôm nay nó nông nghiệp miền Tây mình sẽ tiếp tục với máy 73 độ từ lưa các bạn. Độ cá ít nít ít các bạn. Ở hàm thì 95 nè. Cái mặt hạ chỗ tài xế ngồi thì 82 ha, dân ma ha. Còn 70 nha các bạn. Hôm nay em bỏ lúa nghe vô. Dẫn chân dần chân 95 ha bạn. Dán tem 95. Thank you.
còn nữa mà. Khang ơi lại đây nè, ê lại đây nè.